xác minh thông tin bác sĩ bệnh viện Việt Đức sửa soạn nữ bệnh nhân. Phát hiện người đàn ông tử vong trong quán internet. Bàn giao đối tượng truy nã cho công an Trung Quốc. Khởi tố nữ nhân viên bưu điện ở Nam Định chiếm đoạt tài sản gần 6,5 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây dư luận đang xôn xao trước vụ việc một người được cho là bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội có hành vi không đúng đắn với bệnh nhân nữ. Hiện công an đang vào cuộc xác minh vụ việc này. Theo đó, ngày 15 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh cãi vã to tiếng được cho là tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong clip, một người đàn ông lớn tiếng quát mắng và yêu cầu gặp một vị bác sĩ. Theo thông tin chia sẻ, nữ bệnh nhân 16 tuổi trước đó vào ngày 9 tháng 9 bị tai nạn giao thông, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Người nhà cho rằng, vào khoảng 1 giờ 30 phút, trong lúc chụp X-quang, nhân viên chuẩn đoán hình ảnh đã có hành vi không đứng đắn, động chạm vùng kín của nữ bệnh nhân này. Dù được nhiều người khuyên giữ bình tĩnh, tuy nhiên người cha bực tức quát lớn rằng: "Con gái tôi từng ấy tuổi, tôi đưa nó đến đây để khám và chụp phim mà lại thế với nó. Nó là con gái anh thì anh có bình tĩnh được không?" Liên quan tới sự việc này, ngày 15 tháng 9, phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, bệnh viện đã đề nghị Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm xác minh nội dung phản ánh của người nhà bệnh nhân. Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã nhận được đề nghị vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc từ phía bệnh viện. Mới đây, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong tại quán game. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Theo đó, 7 giờ sáng ngày 15 tháng 9, nhân viên quán game Internet có địa chỉ tại tổ 4, phường Đồng Tiến đang quét dọn quán thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế ngồi trên ghế. Người đàn ông này ngồi ghế số 40 trong phòng VIP của quán. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành xác định nhân thân của nạn nhân. Qua xác định, nạn nhân là PVD, sinh năm 1975, có hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đến quán xem phim vào khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 9. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 15 tháng 9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Móng Cái và các đơn vị liên quan bàn giao một đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Công an Trung Quốc. Trước đó, ngày 11 tháng 9 năm 2023, Công an thành phố Móng Cái tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng từ Cục Công an thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Móng Cái đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ đối tượng Pan Tinh, sinh năm 1983, tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Pan Tinh bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện thỏa thuận hợp tác điều tra giữa hai bên, ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại vạch phân quản cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cầu Bắc Luân 1, các lực lượng chức năng đã bàn giao Pan Tinh cho Công an Trung Quốc. Vừa qua, Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bích Phượng, 37 tuổi, trú tại tổ dân phố 19, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023, Trần Thị Bích Phượng làm nhân viên tại Bưu cục thị trấn Thịnh Long với nhiệm vụ nhận và gửi các đơn hàng theo yêu cầu của khách đến giao dịch. Chi trả lương hưu hàng tháng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm và phát sổ gửi tiết kiệm cho người dân. Theo quy định, Bưu cục thị trấn Thịnh Long không có chức năng phát hành dịch vụ tiết kiệm bưu điện. Phượng đã lợi dụng vị trí công tác để lôi kéo nhiều người dân gửi tiền tiết kiệm bưu điện. Khi không còn làm việc tại Bưu cục thị trấn Thịnh Long, Phượng vẫn tìm đến nhà, lôi kéo người dân gửi tiền tiết kiệm. Phượng làm giả số tiết kiệm bưu điện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Phượng khai đã làm giả 55 số tiết kiệm, chiếm đoạt 15 người dân ở thị trấn Thịnh Long với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị Phượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhất là trên 2,7 tỷ đồng. Số tiền bị Phượng lừa đảo chiếm đoạt phần lớn là tiền dưỡng già, tiền khám bệnh của người cao tuổi, thương binh. Qua sự việc trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo người dân khi có nhu cầu gửi tiết kiệm cần tìm hiểu kỹ thông tin. Đối với dịch vụ gửi tiết kiệm bưu điện, số tiết kiệm bưu điện chỉ được phát hành tại các bưu điện trung tâm huyện, thành phố. Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ vô cùng thương tâm.
Liên quan đến vấn đề này, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến trước ngày 30 tháng 10 năm 2023, Hà Nội tổng kiểm tra những chung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, các nội dung liên quan đến an toàn điện, các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Chỉ đạo tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% cơ sở nhà có nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ do cơ quan công an quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực. Thêm vào đó, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng phần mềm, kênh thông tin để cập nhật, theo dõi tình hình, tiến độ, kết quả kiểm tra, xử lý và việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình. Trên cơ sở đó, công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố, cổng thông tin điện tử công an thành phố, cổng thông tin các quận, huyện, thị xã và niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn. Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thành lập đoàn kiểm tra thành phố, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch này tại một số quận, huyện, thị xã. Tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Bộ Công an theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao các sở ngành liên quan phối hợp thực hiện. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, quá trình tổng kiểm tra nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, ý thức, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê để ở trên địa bàn thành phố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, đảm bảo khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng. Kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền quy định. Chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Văn bản nêu, đơn vị, địa phương nào thực hiện không nghiêm túc, không đảm bảo tiến độ đề ra. Để xác lập cơ sở thuộc diện kiểm tra, giả soát, thì thủ trưởng đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Những ngày gần đây, dịch bệnh đau mắt đỏ đang có nguy cơ bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, hơn một tháng trở lại đây, dịch đau mắt đỏ, viêm kết mạc bùng phát trên địa bàn với số ca mắc ước tính khoảng 3% dân số toàn tỉnh. Cao điểm của dịch từ đầu tháng 9 và tăng cao sau ngày khai giảng năm học mới. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai khám cho trên 100 trường hợp mắc các bệnh lý về mắt, trong đó hơn 50% là bị đau mắt đỏ. Còn Bệnh viện Nhi tỉnh đã tiếp cận gần 1.000 trường hợp bệnh nhi bị đau mắt đỏ đến khám từ đầu tháng 9 đến nay. Tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, đầu tháng 8 năm 2023, số bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám rải rác và tăng dần cho đến nay. Hiện trung bình một ngày, đơn vị tiếp nhận gần 100 ca đau mắt đỏ đến khám, chủ yếu ở lứa tuổi học sinh. Tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, đơn vị tiêm nhận 1.544 ca viêm kết mạc cấp, 980 ca người lớn, 564 ca trẻ em dưới 15 tuổi. Trong số này, có 23 ca viêm kết mạc cấp nặng điều trị nội trú. Năm nay, dịch lây lan nhanh, kéo dài và có những biến chứng nặng, hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Khi có các dấu hiệu nhiễm bệnh, người dân cần đến bệnh viện chuyên khoa mắt,
khám để có phương án điều trị kịp thời, tránh biến chứng xấu. Bệnh đau mắt đỏ do virus gây ra thường khởi phát từ vài giờ đến vài ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Ban đầu, bệnh xuất hiện ở một mắt, sau đó lan sang hai mắt với các triệu chứng như phù mi từ nhẹ đến nặng, nổi hạch, phù kết mạc, giả mạc, chảy nước mắt. Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, đau mắt đỏ thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập, lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng, ảnh hưởng đến thị lực sau này. Người dân cần có ý thức phòng bệnh, chú trọng giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang, không sử dụng vật dụng cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Những trẻ bị bệnh nên nghỉ học, không đưa đến trường hoặc những nơi đông người. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nhiễm bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám để có phương án điều trị kịp thời, tránh những biến chứng xấu xảy ra. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15 tháng 9, khu vực Hà Nội và Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Còn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều thỉnh thoảng có mưa rào ở một vài nơi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 16 tháng 9, khu vực Hà Nội sáng và chiều nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tối và đêm, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sáng và chiều ngày 16 tháng 9, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, sau đó giảm mây trời nắng, nhưng về chiều thỉnh thoảng có mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi. Tối và đêm, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi đến nhiều mây, trời không mưa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng và trưa ngày 16 tháng 9, thời tiết Đà Nẵng có mây và nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Tối ngày 16 tháng 9, thời tiết Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm ít mây, không mưa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.